Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Lê Khanh. Sau đây mình xin kể với các bạn về một nữ ca sĩ mà mình thực sự rất là ấn tượng. Cô ấy tên là Hatsune Miku, một ca sĩ ảo đến từ Nhật Bản. Cô là một phần mềm lập trình nên là rất đặc biệt vì cô không có một quá khứ hay quê hương hay là một cảm xúc. Cô rất là phong phú kể từ ngoại hình cho đến giọng hát của cô. Cô có một mái tóc xanh và một bộ váy rất là đặc biệt, màu xám cộng với cả màu đen nhưng cũng pha một chút màu xanh là màu đặc trưng của cô. Những bài hát bất hủ của cô như là Cô Gái Android, Vòng Tròn Cuộc Sống hay là Giấc Mơ Kỳ Diệu Của Chúng Ta thường đã lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của rất nhiều người. Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa thực sự là nổi tiếng nên là mình mong cô ấy sẽ thành công hơn, lấy được nhiều trái tim của nhiều người hơn và đặc biệt là nhiều người có thể biết đến hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.